Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay đổi cái cài đặt ở phần hợp âm trên cái đàn Yamaha BRE373 hoặc là những dòng đàn tương tự, những dòng E nha. Khi mọi người khởi động màn hình lên, thì đàn đang khởi động ha. Rồi mọi người bấm nút ACMB để vào chế độ hợp âm. Khi mọi người bấm vào á, rồi mình sẽ bỏ hợp âm la thứ nha. Nhưng mà trên màn hình nó lại xuất hiện là hợp âm là đô trưởng nè. Mình bỏ hợp âm re thứ nè. Trên màn hình thì nó sẽ hiện duy thứ đúng nha. Rồi mình bấm bấm xoanh trưởng nha. Màn hình thì xuất hiện là si thứ 7 nè. Đó, nó bị sai nha. Thì mình sẽ điều chỉnh lại cái phần hợp âm ở bên tay trái. Thì mình bấm vào nút function 17 lần. Quý vị bấm vào nút function 17 lần nha, đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ở trên màn hình nó sẽ xuất hiện cái chữ là finger style, nó ở số 1. Mọi người bấm cho mình dấu cộng cái nè. Bấm dấu cộng cái nha, chọn chữ Z á, bấm dấu cộng cái. Nó về cái chế độ là multi finger nè, nó multi. Rồi mọi người bỏ hợp âm lại cho mình nha, có đúng chưa nha. Hồi nãy hợp âm la thứ nè. Trên màn hình la thứ đúng rồi ha. Son nè. Trên màn hình nè, son nè. Rồi như vậy là đúng rồi. Rồi chúc mọi người thực hiện thành công nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.